chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hallelujah của truyền thông tỉnh dòng cho cô thế Việt Nam. Hôm nay tiếp tục gặp gỡ vị khách mời đặc biệt là linh mục Đa Minh Nguyễn Đức Thông dòng Chúa Cứu Thế. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu điều thứ 9 trong 10 điều răng của Kinh Thánh, đó là người sẽ không làm chứng gian. Chúng con kính chào cha. À, chào bạn chị Nguyệt, chào tất cả quý vị. thưa cha, về lệnh truyền chớ làm chứng gian, muốn nói với chúng ta nhiều điều hơn chuyện làm chứng cách gian dối đúng không thưa cha? Đúng. Cái lệnh truyền này không chỉ đòi chúng ta không được làm chứng gian, tố cáo đồng loại. Thứ hai là phải bảo vệ danh dự của tha nhân. Thứ ba, không nói dối, phải luôn luôn nói thật. Và cuối cùng là phải biết giữ bí mật. Dạ vâng, như vậy trước hết điều răng thứ 9 cấm làm chứng gian cáo tội anh em nói một cách cụ thể thì đó là tội gì thưa cha? Trong Kinh Thánh có những cái câu chuyện minh họa cho ta hiểu rõ tội này là thế nào. Ví dụ như câu chuyện uh, vườn nho của Nabot. Để chiếm đoạt vườn nho của Nabot cho chồng là vua A khác, Hoàng hậu Isabel đã tổ chức một bữa tiệc rồi uh, đặt những tên vô lạ ngồi đối diện với Nabot vu khống nabot về tội nguyền rủa thiên chúa và xúc phạm tới đức vua rồi đem ném đá ông cho đến chết mạng sống của một kẻ bé mọn không bao giờ có giá trị trước mắt những người quyền thế tìm những kẻ vô lại có thể làm chứng gian trước tòa không khó những kẻ ở không sẵn sàng làm chứng để binh vực cho kẻ cho mình tiền hậu nhất đó là lực lượng của những kẻ làm chứng gian Điều răn thứ 9 Cấm làm chứng gian Tố cáo tốt đồng loại là như vậy Tức là làm chứng gian cáo tội anh em Thì thường xảy ra trong một phiên tòa đúng không ạ? Đúng Bởi vì ở Israel Mọi người tự do đều có quyền tham gia chiến tranh Tham gia phượng tự Và đến tòa án của nhà vua để chống án Việc xử án trong các thành Là do các kỳ mục họp thành một hội đồng và xử án tại các cổng thành. Các nhân chứng sẽ lãnh trách nhiệm về lời kết án. Họ sẽ là người đầu tiên ném hòn đá vào những người bị kết án tử hình. Như thế, không bảo đảm được tính chân thật, cần phải có những thẩm phán minh mẫn và cần điều tra cận kẽ và những hình phạt nghiêm minh cho kẻ làm chứng gian. Mục tiêu đầu tiên của điều răn này là chớ làm chứng dối trước pháp luật. Nhưng những người có thói quen nói dối trong đời thường thì khó có thể nói thật trước tòa, nên điều răn này cũng cấm mọi hình thức nói dối. Lời nói và con tim phải đi đôi với nhau trong tương quan với Chúa và với nhau. Mọi kẻ nói dối đều là lừa phỉnh tâm tư của mình và bóp méo sự thật trong tương quan với đồng loại. Cho nên điều răn này cũng lên án mọi lời nói và mọi thái độ dối trá chống lại đồng loại và phong tục của Thiên Chúa đứng là sự thật. Thưa cha, như vậy điều đăng này chỉ là chuyện xã hội, chứ không phải là chuyện thần học, không có liên hệ gì đến việc sống giao ước với Thiên Chúa đúng không ạ? Không, bởi vì thực ra lệnh truyền này có liên hệ rất mạnh với giao ước và do đó có một cái chiều kích thần học rất rõ ràng. Kinh Thánh gọi Thiên Chúa bằng một từ chính xác lòng là lòng thương xót và sự thật. Chúa Giêsu gọi ma quỷ là tên gian dối và là cha đẻ của sự gian dối. Tình yêu bao giờ cũng gồm sự âu yếm, xót thương và tha thứ. Và sự trung tín thì không lừa gạt, không làm thất vọng. Đó chính là Thiên Chúa của sự giải phóng. Đó là Thiên Chúa của giao ước. Nên những môi miệng điêu ngoa bị Thiên Chúa của sự giải phóng và của giao ước nhờm tởm nói theo ngôn ngữ của sách cách ngôn chương 12 câu 22. Bởi vì những môi miệng điêu ngoa ấy Xói mòn chính nền móng của giao ước. Ai nói dối với người đời sẽ nói dối với Thiên Chúa giao ước mà đã nói dối mà nói dối là do ma quỷ. Giao ước đem lại sự sống, dối trá đem đến sự chết. Chúa Giêsu nói với ta, có nói có, không nói không, không thể thốt gì cả. Đó là những phương thế để giải quyết các tranh chấp giữa người với người, nhất là giữa các kỳ thủ với nhau, để xây dựng một thế giới giao ước nơi không có một sự dối trá nào. Dạ, con cảm ơn cha. Thưa cha, như cha đã nói, không chỉ cấm việc làm chứng gian cáo tội anh em, điều răng này còn được hiểu theo hướng tích cực là yêu cầu chúng ta phải bảo vệ danh dự thai nhân nữa, đúng không ạ? Đúng vậy, Điều răn thứ 9 đòi ta phải bảo vệ danh dự của anh chị em mình là thứ quý hơn tiền bạc nhiều. Danh dự còn quý hơn cả mạng sống nữa. Không có gì dễ tổn thương bằng sự quý trọng. Một sự nghi ngờ võ đoán sẽ bị biến thành quả quyết vững chắc rồi thành tiếng đồn tai hạ phá vỡ danh dự của người khác. Một trong những hiện tượng khá phổ biến trong xã hội, trong công ty và trong cộng đoàn là người ta thường làm mất danh dự của nhau bằng những lời vu khống và những lời nói xấu. Thưa cha, có lẽ điều răng này cũng có liên quan đến những hiện tượng đó đúng không ạ? Đúng, bởi vì vu khống là đặt ra và nói những điều không đúng. Còn nói hành nói xấu là tiết lộ những gì là đúng. Điều răng thứ 9 này kết án cả vu khống lẫn nói hành nói xấu, nói xấu. Người ta thường thích nói xấu người khác nhưng lại rất bực bội khi bị người khác nói xấu mình để khỏi rơi vào những lầm lạc trầm trọng này nếu không phải là người có bổn phận ta không được quyền phán xét và sửa dậy công khai bất cứ ai nếu ta phán đoán và lên án ta sẽ phạm một tội lớn hơn tội của họ như vậy nói hành nói xấu là một tội nặng đúng không ạ đúng bởi vì kẻ nói hành là người lấn lấn lướt sự công bình và công việc của thiên chúa nên Thiên Chúa cấm nói hành Cả khi ta biết rõ họ có lỗi Chứ đừng nói là khi ta không hề biết gì Mà chỉ nghe lóm về họ Điều gì kín ẩn ta phải giữ Hoặc chỉ được khiển trách cách kín ẩn Nếu có ai bếp xếp chuyện người khác Ta hãy ngăn chặn họ Danh dự và tiếng danh dự và tiếng tốt Rất dễ bị đánh cắp Nhưng không dễ gì trả lại cho họ được để hủy hoại một thanh danh hay đốt cháy một khu rừng ta chỉ cần một vài phút thôi nhưng phải mất cả năm chục năm ta mới có lại được khu rừng ấy nhưng phục hồi một thanh danh có lẽ phải mất nhiều thời gian hơn thánh philippe neri hướng dẫn một bà hay nói hành nói xấu như sau khi bà vào sinh tội ngài bảo bà làm việc đền tội bằng cách bắt một con gà rồi vừa đi vừa nhổ vừa đi vừa nhổ lông rồi rải khắp con đường bà đi lần sau bà vào xưng tội ngài bảo việc đền tội lần này là đi lượm hết tất cả các lông gà mà lần trước bà rải khắp đường bà ta lá toán lên cho định chế nhạo con hơi sao đấy làm sao có thể làm được việc ấy thánh philippe neri ôn tồn nói thế thì con cũng không thể nào rút lại được những lời hiểm độc mà con đã nói suốt cả ngày để hại người ta. Con hủy hoại người ta ghê gớm quá. Hãy nói tốt về tha nhân và trong khả năng có thể hãy gìn giữ danh dự của họ. Như thế cũng có nghĩa là nếu không thể nói tốt về người khác thì tốt nhất nên giữ im lặng đúng không ạ? Đúng. Điều răn thứ 9 đòi ta phải quay về với Thiên Chúa và tha nhân. Thiên Chúa là cha chứ không phải là quan án. Còn ta là anh chị em với nhau Chứ không phải là những người tố cáo nhau Có hai sự im lặng của Chúa Giêsu Đã mãi mãi phá vỡ cái vòng đáng ghét này Nghi ngờ, tố cáo, phán xét, gây gắt, lên án, không thương xót Và hành động không xúc động Hai sự im lặng này Trước hết, đó là sự im lặng của Ngài Trước người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình Chúa Giêsu im lặng để trả những kẻ hung hăng kết án lại cho lương tâm đen tối của họ. Ta nhớ lại lời Chúa Giêsu nói, hãy kéo cái ra, cái xà ra khỏi mắt mình đã rồi mới thấy đường mà lôi cái rằm ra, cái rằm ra khỏi mắt của anh chị em mình. Lần thứ hai tại công nghị Jerusalem trước những thẩm phán vô lạ và những lời chứng nực cười của những người tố cáo, Chúa Giêsu đã im lặng. Sự im lặng của Ngài đã đập nát guồng máy tư pháp và kết tội của các tư tế vì mọi tòa án đều bị mất mặt trước người vô tội. Thiên Chúa đã không kết án vì ai sẽ tố cáo những kẻ Thiên Chúa chọn Chẳng lẽ là Thiên Chúa đã đấng đã công chính hóa ta? Hay Đức Giêsu Kitô đấng đã chết và sống lại và đang chuyển ngự bên hữu thiên chúa mà chuyển cầu cho ta đó là những lời thánh phô lô nói thiên chúa không kết án không tố cáo ta ta cũng không được kết án không được tố cáo anh em chị em của mình dạ con cảm ơn cha thưa cha khi nghe người khác nói xấu một người thứ ba thì chúng ta nên làm gì ạ khi nghe người ta nói xấu thì ta cần tự hỏi ba câu hỏi sau đây thứ nhất điều người ta kể có đúng sự thật hay chỉ là vu khống? Một lời vu khống sẽ giật mất công việc của người ta, sẽ hủy diệt tình yêu của đôi lứa, sẽ biến những mộng đẹp của người ta thành tuyệt vọng. Cho nên không bao giờ được vu khống và cũng không bao giờ nên nghe người ta nói những chuyện không có thật. Điều thứ hai ta phải tự hỏi, cái điều người ta nói có thật thì tôi có thể nói ra được không? Thế tại sao ta lại phải lập lại điều xấu đó? Ta lập lại điều xấu đó để làm gì? Để thêm niềm vui vì đã hủy hoại được người khác Để trả thù hay khoe khoang cách ngu xuẩn rằng Ta cũng biết được điều xấu đó sao? Nhưng cũng có trường hợp vì bác ái Ta phải nói rằng Để ngăn chặn một cuộc hôn nhân mà ta biết chắc rằng sẽ đổ vỡ Hay để đề phòng một tai họa do các tên bịp bợm tạo ra. Nhưng với điều kiện là ta phải biết chắc chắn về những gì ta nói. Nhiều người đã biện minh cho việc nói xấu của họ khi bảo rằng điều ấy không có hại cho ai cả. Sự bình an trong cộng đoàn và sự giao tế trong xã hội có lợi gì trước những lời nói xấu ấy? Ta phải luôn luôn tự hỏi mình. Điều thứ ba Tôi có quyền nghe người khác nói xấu không? Tôi có thể là một ống nhổ cho người ta khạc nhổ cũng được không? Việc nói xấu tồn tại là vì có người muốn nghe nói xấu. Nên ta phải có bổn phận thẳng thắn tỏ ra điếc trước những chuyện mách lẻo độc hại này. Hay tốt hơn, ta nên bênh vực kẻ bị nói xấu. Đến đây thì tôi nhớ bà Teresa Villa bà ấy nói với chúng ta rằng mọi người ở chung quanh tôi đều an toàn tại tôi học được ở nơi bố tôi không nói xấu ai và cũng không nghe ai nói xấu người khác cho nên là tôi học được ở nơi bố tôi và những người sống chung quanh tôi cũng không nói xấu và không nghe nói xấu chính ta khi ta nghe nói xấu nói xấu nghe nói xấu ta đã tạo ra không biết bao nhiêu hỏa ngục cho ta và cho nhau khi ta trà đạp quyền giữ tiếng tốt cho mình và cho mọi người. Dạ vâng, thưa cha, bên cạnh việc không làm chứng gian và không được nói hành nói xấu, điều đăng thứ 9 đòi buộc chúng ta không được nói dối. Nói dối chắc chắn là một trọng tội đúng không ạ? Nói vậy cũng đúng. Bởi vì ai nói hay làm một điều, một dấu hiệu nào đó khác với điều họ đang có trong lòng thì người ấy là kẻ nói dối. Anania và Safira vì nói dối đã bị phạt chết ngay tại chỗ trong công vụ chương 5 câu 1 tới câu 10. Họ bị phạt nặng như thế là vì khi nói dối, họ đã làm sai lệch điều hành của việc điều hành của cộng đoàn. Thánh Phaolô xét xử rất nghiêm ngặt những kẻ nói dối ngài coi tội nói dối ngang hàng với tội giết cha mẹ, sát nhân, dâm dật, buôn người, bộ thể. Còn Chúa Giêsu nói rất rõ, nói dối là do ma quỷ mà ra. Người nói dối là người là con cái ma quỷ, không phải là con cái Thiên Chúa. Rồi thánh Phaolô còn dạy rõ, đừng nói dối nhau vì anh em đã lột bỏ con người cũ hãy gạt bỏ mọi dối trá. Mỗi người hãy nói thật với đồng loại vì chúng ta đều là chi thể của nhau. Tại sao hội thánh lại mạnh mẽ lên án việc nói dối thưa cha? Từ thời Thánh Augustino dựa vào kinh thánh thì hội thánh công giáo cương quyết bài trừ mọi cách diễn tả cố tình làm sai sự thật vì những lý do sau đây. Thứ nhất là để giữ cho lời nói của ta được đáng kính, đáng trọng thứ hai trí tuệ trí nhớ của ta là để ghi nhớ điều chân thật lời nói được ban cho ta là để trao đổi điều chân thật chứ không phải là điều dối trá thứ ba nói dối sẽ tạo nên sự đa nghi trong xã hội và sẽ dẫn tới sự bất an không còn ai có thể tin ai được nữa và như vậy thì sẽ phá vỡ mọi nền tảng của các tương quan trong xã hội rồi ta có thể thêm một điều nữa Nói dối còn phá luôn Cái sư vụ rao giảng tin mừng Mà Chúa ủy thác cho mỗi kỳ tu hữu Ví dụ như Các bạn nghe tôi nói dối hoài trong đời thường Bây giờ tôi lên bục giảng Tôi nói lời Thiên Chúa Các bạn có còn tin tôi không? Chắc chắn không Như vậy khi tôi nói dối Tôi còn phá vỡ luôn cả sứ vụ Mà Chúa ủy thác cho tôi rồi trong một môi trường mọi người đều nói dối thì việc nói dối không có tác hại gì. Thế nhưng mà người ta chỉ có thể nói dối trong một cộng đoàn sống sự thật. Vì vậy kẻ nói dối là kẻ xả chất bẩn vào trong môi trường sự thật. Đó là những lý do hội thánh kịch liệt lên án việc nói dối. Nhưng nếu chỉ nói dối để bông đùa, tức là nói chơi thôi và không có ý lừa dối thì có tội không ạ? À? Nói dối chơi thì tốt nếu để tạo niềm vui cho người khác và tạo niềm vui cho người khác như thế cũng là việc làm của đức ái nhưng mà không nên quá vì lúc nào cũng nói dối cũng bỡn cật sẽ khiến cho người khác không thể đến với ta khi hữu sự nói dối không chính thức là nói dối vì tư lợi hay để giúp đỡ một đệ tam nhân sẽ sớm trở thành nguy hại nói dối vì tư lợi hay để giúp một người khác thì sẽ sớm trở thành nguy hại. Vì nói dối và bất lương là hai anh em với nhau. Cho nên hiện nay xã hội chúng ta có kỹ thuật quảng cáo, quảng cáo cũng dễ trở thành một thứ bị bợm. Bởi vì một món hàng tốt thì đâu cần phải quảng cáo. Vì vậy nói dối độc hại rất nguy hiểm. Bởi vì có ý hại hay muốn hại người ta thưa cha trường hợp trẻ em nói dối thì thế nào ạ chúng ta nên uh, xếp hạng những lời nói dối của trẻ em vào hạn ừ. um, đối với trẻ em thì giáo dục trẻ em có đức tính thành thật là một việc làm vừa tế nhị vừa quan trọng cái phương thế quan trọng nhất là gương tốt trẻ em nó nói dối uh, có khi là do cha mẹ nó nói dối Có khi là do thầy cô nó nói dối Có khi là do những người lớn hơn nó nói dối Cho nên làm gương sáng cho các em trong việc nói thật là điều rất quan trọng Thứ hai là trước 7 tuổi trẻ em chưa phân biệt thật hư Nhưng sau 7 tuổi các em bình thường có thể nói dối các ý thức vì bắt trước người khác hoặc sợ hình phạt. Cho nên các bậc phụ huynh và các nhà giáo dục phải thận trọng tránh cho các em cả hai trường hợp này để nó khỏi nói dối. Dạ con cảm ơn cha, thưa cha, điều đăng thứ 9 còn một chúng ta nói thật nghĩa là nói đúng theo những gì chúng ta đang có trong lòng đúng không ạ? Vâng. Ta có thể sai lầm về vô số sự việc nhưng ta không thể lừa dối người khác về bất cứ điều gì. Đối với triết uh, gia Hy Lạp sự thật là một mối tương quan đúng đắn giữa lời nói của ta với người đồng loại nói thật là khi tôi không lừa dối người khác về những điều tôi đang suy nghĩ lúc ấy sự thật vừa là sự thành thật vừa là sự trung tín nghĩa là trung thực vì thế sự thật của thiên chúa chính là việc qua tạo thành và qua những can thiệp của ngài vào trong lịch sử bằng lời nói và hành động ngài đã gắn bó với ta đã không lừa dối ta ta có thể tin cậy ngài mọi nơi mọi lúc trong mọi hoàn cảnh nên sự thật của thiên chúa chính là giao ước chắc chắn và trung thành bất chấp mọi phản bội sẽ xảy ra vì thiên chúa của chúng ta như thế cho nên cái sự thật của con người cũng là cái mối tương quan giữa người với người người chân thật là người có lòng thẳng thắn có thái độ rõ ràng, có lời hứa chắc chắn. Sự thật này tạo nên sự tin tưởng giữa người với người là nền tảng của mọi mối tương quan. Và do đó, nói sự thật là điều rất quan trọng trong tương quan giữa người với người đúng không ạ? Đúng như vậy. Nói sự thật là điều khẩn thiết và rất quan trọng trong thế giới gian dối hôm nay. Mọi sự dối trá đều đe dọa cộng đồng nhân loại đều gieo sâu bọ vào gốc rễ của đôi lứa, của gia đình, đoàn thể xã hội quốc gia và hội thánh. Tức là chúng ta phải luôn luôn nói thật trong bất cứ trường hợp nào phải không ạ? Đúng, phải luôn luôn nói sự thật. Ta phải từ chối mọi sự dối trá nhẹ để khỏi phá vỡ sự tin cậy, phá vỡ tình yêu và sự trung tín. Gia đình có bổn phận làm cho việc nói thật này thành bản chất thứ hai của Kỳ Hữu. Nhưng chỉ sự thật thôi thì đôi khi cũng rất phủ vàng đúng không ạ? Vâng, nhưng mà sự thật cũng phải cũng cần phải có nhân tính, tức là phải có bác ái. Bổn phận nói sự thật được đề ra là vì lợi ích của con người, chứ không phải để chống lại con người, tôi nhớ vì lợi ích của con người. Emmanuel Căng hiên ngang tuyên bố rằng ông từ chối nói dối cả khi kẻ sát nhân đến hỏi ông về chỗ núp của người hắn đang tìm để giết. Sống sự thật và bám lấy sự thật là đúng. Nhưng cũng còn phải sống trong lòng mến, trong tình bác ái nữa. Sự thật là để phục vụ con người. Vì thế nơi người trưởng thành, sự tự chủ, sự thật tinh tuyển và đầy yêu thương bao giờ cũng là im lặng. Con nghĩ dù sao thì cũng vẫn phải có những trường hợp đặc biệt, những trường hợp ngoại lệ cũng có những trường hợp đặc biệt ở đó ta khó có thể có nói có không nói không được ta thử bắt đầu bằng hoàn cảnh chiến tranh che giấu sự thật trước kẻ thù dương bẫy kẻ thù vẫn là một việc làm đúng xét trên bình diện luân lý kẻ sát nhân là kẻ thù của con người ta có bổn phận đánh lạc hướng nó vì nó chỉ có quyền bị còng tay và đưa vào tù thôi Người nào đặt những câu hỏi quá lộ liễu là tấn công bạn cách bất chính, nên họ có quyền tự vệ cách chính đáng bằng cách trả lời vu vơ, thậm chí nói dối cũng được. Thưa cha, chúng ta có buộc phải nói tất cả sự thật về căn bệnh với bệnh nhân, nhất là những người đang hấp hối không ạ? À, người bệnh là chủ duy nhất của cơn bệnh của họ, cho nên <laughs> bác sĩ phải nói thật cho họ biết về bệnh tình của họ. Vì người ta muốn có một cái chết sáng suốt Nên thầy thuốc phải sử dụng sự tinh tế, kinh nghiệm và tình thương Để chọn cách thức và thời điểm nói cho họ biết Các kỳ thú đều biết có ơn thánh để chết cũng như có ơn thánh để sống Chính vì vậy mà Đức Piêu 12 nói Nếu bệnh nhân chưa có sức chịu đựng Thì đừng tiết lộ trắng trợn tất cả sự thật Nhưng có những trường hợp thể thuốc buộc phải nói sự thật vì thầy thuốc không thể ru ngủ bệnh nhân hay thân nhân của họ trong an toàn hảo vì vậy mà cần phải nói nhưng phải tinh tế phải khôn ngoan làm sao để cho uh, chuẩn bị họ trước để họ có thể chấp nhận thì hãy nói dạ vâng con cảm ơn cha thưa cha con xin sang một vấn đề khác đó là vấn đề giữ bí mật một đàn chúng ta phải nói sự thật nhưng đằng khác lại có những điều cần phải giữ bí mật. Hình như giữa hai điều này có thể có những căng thẳng ạ. À. Đúng là chúng ta có bổn phận phải tôn trọng bí mật. Nhưng mà có nhiều loại bí mật. Cái bí mật tự nhiên gồm mọi sự thật người ta chưa biết hoặc những sự kiện mà nếu bị lộ ra sẽ phạm đến sự công bình hoặc bác ái. Đó là sự bí, bí mật tự nhiên. Còn bí mật được hứa giữ kín gồm những sự kiện mà một người nào đó đã hứa cách hợp pháp không nói ra. Nếu sự kiện đã bị tiết lộ hoặc đi ngược với quyền lợi cá nhân và công ích thì không buộc phải giữ kín đó. Bí mật thứ ba đó là bí mật được cam kết gồm mọi sự hiểu biết mà một người nào đó trong những điều kiện và hoạt động nào đó đòi phải giữ bí mật như các bí mật nghề nghiệp, nhất là bí mật tòa giải tội chẳng hạn. Ừ. Sự tôn trọng bí mật là một giá trị đúng không cha? Đúng như Chúa Giêsu nói của Thánh đừng quăng cho chó ngọc quý chứa quăng trước bầy heo. Chúng kẻo chúng lấy chân đạp mất và quay lại cắn xé anh em. Nghĩa là ta không được bộc lộ sự thật ở những nơi người ta không chân thành đón nhận hoặc không thể làm chứng cái ý, ý nghĩa cho sự thật ấy. Ta phải thận trọng nếu người ta đón nhận thì ta mới nói tôn trọng lĩnh vực thâm sâu của cuộc sống mình cũng như của người khác là một lý do sâu sắc và quan trọng để giữ bí mật một số điều nào đó. Rồi bí mật và thận trọng không chỉ cần thiết đối với sự bình an của con người mà còn cần để tránh những gương xấu, sự bất tín và trở ngại của những sáng kiến tốt lành. Bao lâu người ta không xâm phạm quyền của người khác thì bấy lâu ta phải tôn trọng bí mật của họ cách tuyệt đối. Chỉ khi cái việc họ làm hoặc là bí mật của họ xâm phạm tới người khác và công ích thì ta mới phải tiết lộ nhưng mà tiết lộ cách nào tiết lộ đến lúc nào đến mức nào thì cũng còn phải tùy nữa ta không bao giờ được phép dò xét các bí mật của người khác và dùng những điều ấy để chống lại những người ấy những ràng buộc chính liên quan đến sự bí mật là gì thưa cha khi tôn kính và yêu mến một người nào đó thì không khi nào ta soi mói đời tư của họ hoặc tiết lộ những bí mật của họ đúng không? Trái lại, ta yêu họ thì ta thường che đậy hoặc có những cái giải thích tích cực về những việc họ làm. Nghe lén khi không có thẩm quyền hoặc theo dõi người khác chính là một tội lớn. Ta không được làm. Vẫn có những tình huống không buộc phải giữ bí mật chứ đúng không thưa cha? Đúng chứ. Bởi vì luân lý hôm nay nó không phải là trắng hẳn cũng không phải là đen hẳn nó là một cái vùng xám cho nên ta phải quyết định khi người có liên hệ cho phép cách hợp lý hoặc bị buộc phải cho phép tiết lộ khi một vấn đề không còn bí mật nữa vì đã bị người khác tiết lộ rồi khi việc tiết lộ tốt hơn cho mọi người liên hệ thì ta không được ta không buộc phải giữ kín khi phải đương đầu với những vấn đề tội phạm như là phá thai chẳng hạn, nếu y bác sĩ tự biết chứ không do bệnh nhân tâm sự, thì họ không buộc phải giữ bí mật, họ còn được phép theo dõi tội phạm, tố cáo và đưa tội phạm ấy ra tòa đấy. Nhưng cái trường hợp này tức là nếu mà tội nhân mà họ tâm sự với mình thì mình phải giữ. Còn nếu mình biết không do người ta tâm sự thì mình không những được phép theo dõi mà nếu biết chắc họ phạm tội thì ta phải đưa họ ra tòa nữa. Khi im lặng chưa đủ để giữ bí mật thì phải làm sao thưa cha? Khi im lặng chưa đủ để có thể giữ bí mật thì người ta có thể sử dụng một kiểu nói dẫu không đúng sự thật nhưng lại đạt được mục đích của việc giữ bí mật cách hiệu quả hơn. Trong khi đầu óc và chủ ý vẫn buộc phải rõ ràng thì người ta vẫn có thể sử dụng kiểu nói và thái độ mơ hồ để giữ bí mật hầu có thể bảo vệ mình hoặc người khác khỏi những bất công và những kẻ tọc mặt không có trách nhiệm. Cha Bernard Hering có đưa một ví dụ. Các lính của Đức Quốc xã tôi gặp các sơ mà các sơ đang nuôi các trẻ em khuyết tật họ tới để họ hỏi xem các sơ có bao nhiêu trẻ em khuyết tật để họ đưa vào trong lò thiêu thì các sơ biết ý định của họ như thế cho nên các sơ trả lời thẳng thắn ở đây không có trẻ em nào hết họ nói bâng quơ họ hỏi bâng quơ ở đây có trẻ em nào không thì các sơ trả lời là không có trẻ em nào hết Tức là ở đây không có trẻ em nào để các ông đưa nó vào trong lò thiêu. Họ giữ được cái bí mật. Đó. Họ họ có thể nói, họ có thể nói một cách cách nói mà người kia không hiểu được để bảo đảm sự sống của các trẻ em khuyết tật. Nhưng ta không được coi đây là một nguyên tắc uyển chuyển nhằm biết minh cho mọi sự bóp méo sự thật mà phải coi đây là luật trừ chỉ được chấp nhận một cách miễn cưỡng môn đệ của đức kitô không bao giờ được sử dụng như những lời nói ấy chỉ vì ích kỷ ta không được coi đây là nguyên tắc lúc nào cũng có thể áp dụng mà đây là một luật trừ và môn đệ của chúa giêsu không bao giờ được sử dụng cái nguyên tắc này chỉ vì ích kỷ dạ vâng con cảm ơn cha Thưa cha, có trường hợp nào mà chúng ta buộc phải thẳng thắn, rõ ràng chứ không được im lặng hay nói tránh không ạ? Có nhiều trường hợp buộc ta phải thẳng thắn, rõ ràng. Lời nói của Kitô hữu phải thẳng thắn, rõ ràng khi tuyên xưng đức tin chân thật, không được quanh co, thẳng thắn rõ ràng. Thứ hai là khi thực thi công bằng bác ái đối với những người đang có nhu cầu. Thứ ba, khi bảo vệ những người vô tội khỏi tay những kẻ áp bức hoặc khi bị hỏi cung trước tòa hay phải ký kết một hợp đồng song phương nào đó thì ta với tư cách là ký thú buộc phải thẳng thắn rõ ràng, không được quanh co. Dạ vâng, con xin cảm ơn cha về những chia sẻ rất là rõ ràng và bổ ích của cha hôm nay ạ. À. Thời gian đã hết, con xin phép khép lại cuộc trò chuyện thú vị ngày hôm nay tại đây và mong ước gặp lại cha trong các cuộc trò chuyện kế tiếp ạ. À. Rồi, cảm ơn bạn, cảm ơn tất cả quý vị. Ừ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chăm chú lắng nghe những chia sẻ hôm nay về lệnh truyền phải sống thật và nói thật. Chúa Giêsu dạy chúng ta, chính sự thật sẽ giải thoát chúng ta. Xin kính chúc quý vị và các bạn luôn bình an trong ngày. Xin kính chào quý vị và các bạn.